này có mức giá bán dự tính là 1 tỷ đồng và rất có thể trong tương lai sẽ được lắp ráp sản xuất tại Việt Nam. So với phiên bản tiền nhiệm 2019 thì nó có một số thay đổi đáng kể. Đầu tiên là thiết kế bên ngoài nó sẽ thanh thoát, nhẹ nhàng hơn, phần đầu xe đẹp hơn với phần đèn xe LED nguyên khối. Phần bấm xe được thiết kế xen kẽ giữa màu trắng đen, nhìn như là một cái thân cây được tỏa ra nhiều nhánh với kích thước mâm là 18 inch. So với phiên bản Escape 2019, chiếc xe này được mở rộng cả về chiều ngang, chiều dọc. Tuy nhiên, phần chiều cao thì nó thấp hơn một chút và tổng trọng lượng cũng sẽ nhẹ hơn 91kg so với phiên bản Escape 2019. Rất tiếc là Thu Hòa không thể nào mở cửa xe vô để khám phá bên trong được. Nhưng mà nhìn từ ngoài vô trong thì thấy là có một cái phần màn hình giải trí rộng khoảng 10.1 inch được tách rời so với phần táp lô, nhìn khá là bắt mắt. Với phần giải trí này được trang bị công nghệ SYNC 3, có thể sử dụng những cái tính năng giải trí như là Apple CarPlay hay là điều khiển bằng giọng nói. Ngoài ra phía dưới còn có một cái cần gạt, thay vì là cần gạt tay thông thường thì đó sẽ là núm vặn điều chỉnh. Ở phần đuôi xe này có một cái vạt được vát ra ngoài, nhìn nó sẽ gọn gàng hơn. Ở phía trên là một cái cụm đèn ở phần trần xe, hai cụm đèn được thiết kế cân đối đẹp mắt. Cốt thì mở cơ như thông thường. Ở phía dưới một cái phần vạt cản màu đen. Đây chính là những cái nút cảm biến Thu Hòa vừa chia sẻ. Chiếc Ford Escape 2020 sử dụng động cơ EcoBoost 1.5 lít tăng áp. Như vậy thì vẫn vừa đủ mạnh mẽ cho người dùng. Và với những cái trang bị cả về nội thất bên trong, tính năng công nghệ lẫn cái ngoại hình bên ngoài, thì đây sẽ là một đối thủ đáng gờm trong cùng phân khúc với chiếc xe Mazda CX-5 hoặc là chiếc Hyundai Tucson.